Chào các bác làm vườn. Hôm nay dụng cụ đồ nhíp em Thảo mới rèn xong cái mẫu dầm dành cho các bác nhà mình đánh cây. Đây cũng là cái mẫu dầm to nhất của bên cơ sở em vẫn gửi tới các bác. Và trong đợt này thì nhíp nó không có đều, cho nên là bên em đã hết rất nhiều những cái dụng cụ mà các bác cần. Hôm nay thì em mới rèn xong dao quắm và dao đi rừng này. Đây là con dao quắm nhá. Con dao quắm này thì chắc chắn rất nhiều bác đã biết từ bên cơ sở em Thảo. Đấy, để các bác nhìn này. Tất cả em đã chốt rất chỉ là chắc như thế này. Con dao này thì cái sống của nó dày 5 ly, là một loại dao dày. Đấy, đây là con quặp nhá. Và đây là con dao đi rừng này. Đấy, con dao đi rừng. Đấy, chắc chắn là khi xem được video thì các bác cũng đang muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Sau đó em sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được. Đấy, một con dao quắm và một con dao đi rừng thì cái chiều dài của nó sẽ bằng nhau. Cái sống của nó thì sẽ dày 5 ly. Tổng chiều dài của nó thì khoảng là 55 cm. Đấy, chất liệu thì khi các bác đặt hàng của bên cơ sở em Thảo thì như xem trên hình như thế này nhá. Đấy, cũng rất mong là các bác hãy xem thật kỹ. Đây là cái quốc bướm. Quốc bướm này là quốc bướm to nhá. Đấy, trong mấy hôm vừa rồi mà bác nào mà đặt quốc bướm to mà không có thì hôm nay bên cơ sở em đã làm xong. Đây là cái mẫu quốc bướm to. Đấy, cái chiều rộng của nó thì sẽ là 30 cm các bác này. 29 hoặc là 30 cm nhá. Đấy, chất liệu là thép nhíp rèn 100%. Đây là quốc bướm này. Còn đây là quốc tây gà này. Đấy, cái quốc tây gà này thì em nói luôn, đây là cái dụng cụ cao cấp. Trọng lượng của nó là 9 lạng các bác ạ. Cái sọ của nó rất chi là dày như thế này nhá, giúp các bác sử dụng bền. Cái này thì em đang gửi được các bác là 160 một chiếc, quốc tây gà. Đấy, và cái quốc bướm này thì giá của nó là 130 một cái này. Đấy, và tới cái móc nhãn. Cái móc nhãn thì hôm nay em cũng rèn rất chi là nhiều nhá. Đây là một cái dụng cụ mà các bác làm cây rất chi là cần. Cái móc giật này. Cái móc này thì em gửi được các bác là 60.000 đồng một cái nhá. Các bác có thể mua kèm theo những cái dụng cụ khác. 60.000 đồng một cái móc nhãn đây. Cái này các bác có thể móc chuối, móc dừa, móc quả, móc cành rất chi là ok. Buộc nó vào cái xào ấy. Cái này thì cái tổng chiều dài của nó thì tầm nó rơi vào tầm 25 cm nhá. Các bác phải ướng chừng như vậy. Đấy, và tới cái mẫu dầm đánh cây cũng là cái dụng cụ mà em muốn gửi tới các bác nhiều nhất. Cái mẫu dầm này là mẫu dầm đặc mà cũng là mẫu dầm đặc. Trọng lượng của nó là 4 kg, tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1m4. Tổng chiều dài thì sẽ là 1m4 và cái bản lưỡi của nó thì bản lưỡi 10 cm các bác nhé. Vô cùng là dày. Đây các bác nhìn này. Đây là cái dầm đặc nhá. Thường thì trong thời gian gần đây các bác yêu cầu rất nhiều về cái mẫu dầm đặc này. Cái dầm đặc thì nhà em có một loại dầm cổ tròn và một loại là cổ không tròn. Đấy, hôm nay cái mẫu dầm cổ không tròn thì em không giới thiệu, chỉ giới thiệu mẫu dầm cổ tròn này thôi. Đấy, khi các bác mà xem video thì hãy nhớ tên của nó là mẫu dầm đánh cây cổ tròn. Cái này trọng lượng của nó 4 cân trở lên nhá các bác nhá. Đấy thì giá của nó đang là 400.000 trên một cây. Em Thảo sẽ gửi và miễn phí ship trên toàn quốc. Nếu như các bác mà muốn mua cái lưỡi này về tự các bác hàn cán thì em sẽ bán lưỡi. Còn nếu như các bác mà muốn mua tổng cả cán như thế này thì sẽ có tổng cả cán như này gửi đến tận nhà các bác. Miễn phí ship trên toàn quốc. Các bác miền Nam có thể mua được, các bác miền Bắc có thể mua được, ở đâu có thể mua được nhé. Chỉ cần các bác liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại đây. Đấy, đấy là số điện thoại của bên cơ sở em chuyên tư vấn và gửi tới các bác những cái dụng cụ làm cây. Và các bác xem được cái video này mà đang quan tâm tới thật nhiều đồ hay về làm nông nghiệp, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những cái video của bên em nhé. Hôm nay thì em quay sơ một chút như này thôi, vì kho nhà em rất chi là nhiều. Tất cả những cái dụng cụ về đồ làm nông nghiệp, đồ làm vườn em đều nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, đây là cái mẫu dao em vừa mới chi tiết tới các bác nhé. Cái dao này thì em gửi rất chi là nhiều. Đấy, bác nào nhà lông cũng rất cần. Chất liệu thì bên em sẽ làm bằng thép nhíp 100% các bác ạ. Đấy, bác nào mà đang quan tâm tới đồ gì nhớ đăng ký kênh của em ở ngay cạnh màn hình này để đón xem tiếp những cái video tới. Mỗi một video thì em sẽ đăng 1 đến 2 sản phẩm để các bác nhà mình được lựa chọn. Đấy, rất cảm ơn là các bác luôn quan tâm và ủng hộ tới bên cơ sở em Thảo nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Em sẽ gửi cho các bác rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em qua những cái đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.